Thằng Lê xin chào các bạn. Trong bài chia sẻ Ketchup này, thằng Lê tiếp tục chủ đề chia sẻ về plugin hay trong Ketchup. Thì Ketchup có rất là nhiều cái plugin. Thằng Lê sẽ lọc ra chia sẻ các bạn những cái plugin thường dùng hay thôi. Thì một trong những cái plugin cực kỳ hay của Ketchup đó là phần V-Ray. Thì V-Ray mình sẽ sau khi chia sẻ xong cái plugin này mình sẽ chia sẻ tới phần V-Ray để render ra tấm ảnh nha. Mà các bạn theo dõi, bạn nào chưa đăng ký kênh, các bạn nhấn vào biểu tượng đăng ký ở góc dưới bên phải màn hình của thằng Lê đó. Thì khi mình chia sẻ những video về V-Ray các bạn sẽ nhận thông báo các bạn xem. Rồi mời các bạn theo dõi mình chỉ trong bài này mình hướng dẫn phần plugin vẽ cầu thang, lan can, khung cửa. Để cài cái plugin này vào, các bạn vào trong trang thanhle.blogspot.com nằm trong cái phần là Liquid và V-Ray và plugin á, các bạn bấm vào bằng clean bằng tải về. Cách cài khá đơn giản, bạn chép vào trong thư mục plugin có sẵn ở trong cái chip á, trong mẫu cài đặt là được. Sau đó khởi động lên thì sẽ có cái thanh công cụ này nha. Những bài trước những cái plugin này thằng Lê đã chia sẻ rồi, bài này mình chia sẻ thứ nhất là plugin vẽ cầu thang ở đây, rồi plugin vẽ khung cửa có hai cái, cửa đi, cửa sổ. Cầu thang thì gồm có thang bộ, thang cuốn, và một cái plugin nữa đó là thằng vẽ những cái louver ở trên cửa ha. Rồi mời các bạn theo dõi. Thứ nhất mình nói còn cái plugin này nữa, plugin này là giúp cho các bạn vẽ khung cửa rất là hay luôn. Lát cuối video mình sẽ nói cái này nè, vẽ khung cửa cực kỳ hay. Rồi đây là cầu thang. Đầu tiên là mình chỉ cái phần vẽ cầu thang trước, mình nhấn vào biểu tượng này. Ở đây nó có nhiều kiểu cầu thang, type of staircase, thì các bạn chọn một cái kiểu cầu thang. Nó có những cái kiểu sau đây, bạn bấm mũi tên sẽ tới. Bạn thấy có sẵn cái đường dẫn cho các bạn vẽ tay nắm luôn đó. Nào bạn cứ bấm tới thôi, này bạn bấm tới, đây là cầu thang đó, bạn bấm tới bạn thấy có rất là nhiều kiểu đó. Bạn thấy cái phù hợp với kiểu nào bạn lấy kiểu đó. Đây là cầu thang xoắn luôn, có kiểu cầu thang xoắn luôn đó. Rồi giả sử mình vẽ cái cầu thang chữ U đi, rồi cầu thang đi lên có cái chiếu nghỉ. Rồi bạn chọn cái dạng cầu thang các bạn mong muốn vẽ, sau đó bạn click vào build staircase. Thì nó hiện ra cái bảng cho các bạn vẽ. Trong đây mình chú ý những cái thông số nào. Left to right tức là cái hướng mình đi từ trái sang phải ha. Bạn click vào đây là right, từ phải qua trái đó, bạn chọn cái hướng đi. Còn cái waiting step tức là cái phần chỗ cái chiếu nghỉ đó. Rồi cái này là mặc định, nó là bạn chọn là before going up. Bạn để ý là nó có cái bật chờ đó, mặc định nó là non nè. Nhưng mình bấm vô đây một cái là bạn thấy nè. Thì trước khi mà đi lên cái hướng lên đó, thì bạn thấy nó có một cái bật chờ đó. Thì bạn bỏ non đi thì nó không có, nó liền qua luôn rồi chỗ nào. Còn này là nó xuất hiện ở chỗ này đó, có cái phần điểm chỗ này. Rồi để non mình không có, bạn chú ý cho đó ha, là mấy cái thông số này. Text width thì bạn giả sử mình không biết đọc mấy cái chữ thì bạn không hiểu là gì, bạn cứ nhấn vào cái ô đó thì bạn thấy nè, những cái thông số là như A nè đó, bạn thấy là A là khoảng cách từ đây nè, được chưa? Nó rất là rõ ha. Text width là chiều rộng từ đây qua đây nè. Rồi mặc định đang để mặc định hết á. Red deep rồi 300 bạn nhấn vào cái ô đó các bạn thấy. Này red deep nè. Là nó là cái thông số C á, này C đây nè, bạn thấy nè nha, lướt vào là thấy rất là trực quan. Rồi tiếp theo là khoảng này, hiện tại đang 300, giả sử cầu thang các bạn 250, bạn sửa là 250. Rồi number of right tức là cái số bậc của cái hướng đi lên á, là bạn nhập vào đây đang 10. Tương tự number of right second flight tức là cái hướng đi lên, cái hướng là xuất phát từ sàn đi lên, còn từ đây đi lên nè, thì nó gọi là đó là cái phần thứ hai, còn cái F này bạn nhìn thấy F chỉ nè, thấy không? Rồi tương tự cái số bậc bạn nhập vào đây. Rồi handrail guiding line là cái chiều cao của cái tay vịn cầu thang đó, là cái H này nè, bạn gõ vào đây. Rồi handrail guiding line offset là cái khoảng cách mà nó cách cái mí bậc cầu thang mép ngoài đi vô á. Này bạn thấy nó có cái ghi chú G nè, không thấy rõ ha. Rồi bạn gõ vào đang là 5 phân, 50 mm á. Rồi sau đó mình ok thôi, cũng khá là đơn giản. Bạn bấm vào Create Staircase, rồi mình chọn cái điểm đặt của cầu thang, rồi sau đó bạn chọn cái hướng vẽ cầu thang. Xong, bạn thấy cầu thang xuất hiện ra là đây, có sẵn tay vịn cho các bạn luôn. Sau đó mình vẽ mặt cắt ngang, rồi sau đó mình tiến hành mình vẽ tay vịn. Phần vẽ tay vịn thì có plugin tới, bài chia sẻ tới mình chia sẻ cho các bạn. Bài này nếu mình gom vô mình hướng dẫn lần nó dài quá. Rồi đó là cách vẽ cầu thang, khá là đơn giản. Cầu thang xoắn thì tương tự nha các bạn, bạn cũng chọn cái cầu thang xoắn bạn vẽ ra thôi. Đây mình thêm một cái cầu thang xoắn nữa nè, bấm vào đây, bạn bấm như nào thấy cầu thang xoắn nó dừng lại. Đây cầu thang xoắn có hai loại, là
có hai loại, bạn thấy sự khác biệt của nó rồi đó. Rồi bấm vào build, tương tự bạn nhập các cái thông số ở đây ha, cũng khá là dễ hiểu thôi, không có gì khó hiểu hết, mình lướt nhanh qua. Step width là cái chiều dài đây, giống như cái A nãy. Step angle cái góc, cái góc này, cái góc của cái bậc thang đó. Handrail guiding line, cái F á, này, ok nè, bạn nhìn thấy cái khoảng ngoài này thuộc vô vào bao nhiêu đó, thì tới cái thanh ray. Nó chính là hồi nãy nó chính là cái G, trong trường hợp này là cái F. Rồi handrail diameter là cái phi của cái tay vịn nè. Rồi còn cái này là ray là chiều cao bậc, 20 là số bậc. Rồi center pole diameter cái phi của cái trụ đứng ở chính giữa đó, trụ chịu lực chính ở chính giữa đó. Handrail guiding line 2 là chiều cao từ đây lên tới cái tay vịn chính. Rồi còn cái này là cái đường kính trong của mấy cái thanh đan của cái lan can của cái an toàn cho bên dưới cái thanh reo là mấy cái này nè, thanh nhỏ nhỏ mình nhập ở đây. Rồi sau đó mình cũng click vào create spiral, rồi chọn vị trí đặt, rồi bật nhập cái chiều cao nó đang đứng. Nếu mà cái nhiều bật quá thì nó máy nó xử lý hơi chậm, bằng chờ chút xíu nha, tạm thời mình pause lại chút xíu, bằng chờ chút xíu là nó ra thôi. Rồi nó ra là rất là nhanh đây đó, bằng nhập cho đúng các cái thông số ra luôn cái cầu thang, rất là tuyệt vời. Rồi đó là cái login vẽ cầu thang. Giờ tới tiếp theo, cái login tiếp theo là vẽ thang cầu thang, thang cuốn. Đây bạn nhấn vào đây thì nó cũng có nhiều cái thông số. Đây bạn nhấn vào đây, bạn click vào bạn sẽ thấy những cái thông số xuất hiện ra. Bạn nhập các cái thông số này, sau đó bạn bấm vào create, rồi bạn chọn cái vị trí đặt, cái là nó vẽ ra cho các bạn thôi. Đó, rất là nhanh nha. Tiếp theo, cái công cụ tiếp theo là mình hướng dẫn các bạn là vẽ cái khung cửa, cửa sổ và cửa đi. Rồi, cách vẽ khung cửa thế này, giả sử mình có cái vách tường, mình vẽ đại cái vách tường ra, như vách tường của mình là 200, dài 5 mét đi. Rồi mình push nó lên một cái cao độ, giả sử mình cho nó lên 5.000 luôn. Rồi mình cần đục cái lỗ cửa chỗ này. Thì trước tiên các bạn phải có cái lỗ cửa trước. Lỗ cửa thì bài trước mình đã chỉ các bạn đục lỗ cửa rồi. Lỗ cửa thì các bạn dùng cái đây, kỹ thuật này nè, để đục lỗ cửa, nhập kích thước lỗ cửa vô. Sự kích thước lỗ cửa của mình là 1.000, chiều cao là 1.008, như thế. Rồi bấm Create Open, chọn vị trí đặt, để sử mình đục vào chỗ này luôn. Ok, mình có lỗ rồi, bây giờ mình vẽ cái khung. Mình thêm một cái lỗ cửa đi nữa ha. Mình thêm một lỗ cửa đi nữa, mình vẽ luôn chữ nhật luôn cho nó rồi. Để sử chỗ này có một cái cửa đi. Rồi mình push nó làm sao để cho nó có cái lỗ. Ok, rồi bây giờ mình vẽ khung cho cái này và cái cửa sổ. Để vẽ khung trước tiên á, bạn phải vẽ một cái face. Để dùng plugin này bạn phải vẽ cái face bên ngoài trước nè. Mình phải vẽ một cái phải kết lại cho thành cái face kính. Mình đang bị cái gì rồi. Rồi R. Đầu tiên các bạn phải vẽ một cái face nha. Ok. Đây cũng vậy, phải vẽ một cái face. Chỗ này nó đang bị cái gì không biết nữa. Rồi mình có cái file đây, còn phải có cái file như thế này mới được, bạn mới vẽ cái khung được. Đầu tiên mình vẽ cái khung cửa sổ, bạn nhấn vào cái file này trước, sau đó bạn nhấn vào đây, khung cửa sổ là đây, nhấn vào thì nó có nhiều. Đây là mặt cắt ngang của khung cửa sổ, chính giữa có tấm kính cho các bạn luôn nè, nên có nhiều kiểu. Bạn có thể bấm vào đây, nhập cái thước vào đây, cái thước này, cái thước quy cách của cái khung này nè. Bạn nhìn, bạn nhấn vào cái thông số nào là nó có ghi chú ở trên đây, bạn nhìn bạn biết hết liền, rất là đơn giản. Bạn nhấn vào, bạn nhập này, cái thước của cái mặt cắt ngang nè. Rồi sau đó các bạn nhấn vào đây, đây nè, rồi xong, nó đã vẽ cho các bạn rồi. Đây mình thấy có cái khung luôn rồi nè, các bạn thấy chưa, rất là tuyệt vời nha. Có khung cửa, tương tự cho cửa đi, mà cũng chọn cái file trước, nhớ phải có cái file này mới vẽ được. Nhấn vào lệnh này cũng tương tự vậy đó, bạn cũng nhập các cái thông số, bạn có thể chọn được cái bề mặt này nha, cấu trúc này nè, nhập lại các cái thước, bạn chọn ở đây nè, các bạn thấy có những cái kiểu đó, bạn chọn cái kiểu bạn mong muốn. Rồi sau đó bấm create, xong rồi con thấy có cái khung rồi nè đó. Thấy có cái khung viền xung quanh để lắp cái cửa vào không. Tiếp bây giờ mình chỉ các bạn vẽ cái louver cho cửa. Louver cho cửa ở đây tí xíu mình nói tới các bạn vẽ cái khung cửa này rất là hay, từ két luôn, chỉ qua từ két qua hay. Louver cho cửa bạn nhấn vào đây. Rồi, trước khi vẽ louver bạn cũng phải có một cái file nha. Sẽ mình vẽ cái louver lên trên cái ô cửa này luôn, ô cửa sổ này luôn. Rồi bạn nhấn vào chọn cái file trước, chọn cái file trước.
nhấn vào louver nè, rồi nó hiện ra cái bảng. Bạn chọn cái kiểu louver đây, bạn chọn cái kiểu lá sách, bạn hay gọi là lá sách, lá ngoài cửa đó, đây cái màn màn để che nắng che mưa ở bên ngoài không có cho nó hắt vô. Rồi bạn nhập cái thước ở đây bạn nhìn thấy rõ là mấy cái thông số của cái cấu này. Còn nếu mà cái lá này của mình có hình thù khác thì bạn vẽ ra, rồi sau đó bạn chọn vô setup profile chọn đó, cũng giống như những bạn xem cái login trước thì bạn sẽ hiểu. Rồi mình có rất là nhiều kiểu nè, bạn có thể chọn những cái kiểu mà bạn mong muốn. Thì mình chọn cái loại tròn này, rồi bạn bấm vào create thôi, rồi xong, rất là nhanh nè, bạn thấy nó tạo ra nè, nó tạo cái louver cho cửa này rất là nhanh nha. Đó. Rồi video này còn một cái phần nữa là phần cuối cùng trong video này là mình hướng dẫn các bạn vẽ cái khung xương cho cửa. Trong trường hợp cửa của các bạn có cái khung xương bảo vệ bên ngoài đó, mình vẽ những cái hoa văn phức tạp thì cách chụp làm sao vẽ được, các bạn bật AutoCAD lên. Giả sử mình vẽ cái khung cửa của mình có cái hình thù như thế này, bạn có thể vẽ phức tạp lên, cỡ nào cũng nó cũng ra hết cho các bạn luôn. Đây ví dụ mình cho khung hoa văn, vẽ những cái hoa văn rồi bạn vẽ xấu vẽ đẹp gì sao thì nó ra như vậy thôi, bạn vẽ như thế nào thì nó ra như thế đó. Rồi giả sử cái khung cửa của mình chỉ như thế này thôi. Rồi bây giờ mình chuyển nó sang cái chip xe nó lại, bật cái chip lên, import cái file CAD nó vào, vào file import. Nếu mà có sẵn cái file CAD đó thì bạn cứ chọn luôn mà không cần vẽ nha. Ở đây mình vẽ đại thôi, rồi import nó vào, rồi close. Rồi cái mặt bằng CAD các bạn import vào thì bạn xem coi nó ở đâu, nó nằm gần ngay góc đây nè. Đang lấy coi nó đang ở đâu. Đây thằng đang ở đây nè các bạn. Trước tiên khi bạn import được CAD vào, nó là một cái lốc, bạn phải export nó ra, export ra rồi nó rào rạc từng nét hết rồi nè. Rồi sau đó bạn bôi chọn, trước khi sử dụng cái lệnh này á, bạn bôi chọn hết cái khung cửa này, rồi bạn nhấn vào cái lệnh này để xem nó ra cái gì, coi một cái điều kỳ diệu xảy ra nè, bạn nhấn vào nè. Đó. Trước hết các bạn chọn cái kiểu khung này, cái kiểu này mà cắt ngang này nè. Còn nếu nó cắt ngang nó là một cái hình thù khác, bạn vẽ ra sau bạn dùng chức năng là Setup Profile nha. Rồi, sau đó bạn nhập cái thước vào đây. Đây mặc định nó có những cái kiểu như thế này. Đó, mặc định nó có những cái kiểu như thế này nè. Rồi giả sử mình lấy cái loại tròn tròn đi. Đó, nó tròn tròn này. Bạn muốn khác thì bạn chọn lại nha. Bạn muốn khác bạn vẽ nó ra đúng cái mặt cắt này ra luôn nè. Rồi nhập cái thước của cái mặt cắt này ở đây. Đó, rồi sau đó bạn click vào Create Profile. Xong, bạn chờ chút xíu là nó xuất hiện ra ngay. Rất là nhanh thôi. Này rất là tiện các bạn, cái công cụ này đặc biệt là khi bạn vẽ những cái vách ngăn CNC á, thì bạn load từ có thể là từ file CAD, từ Corel hoặc là từ Photoshop qua AI qua, sau đó mình chuyển nó thành dùng cái chip mình chuyển nó qua hình thành hình khối. Do mình dùng cái mặt cắt tròn này ra nó xử lý hơi lâu chút xíu. Các bạn chờ xíu là nó sẽ ra thôi. Rồi, bạn chờ xíu thì nó sẽ xuất hiện ra như thế này. Đây bạn thấy nè, đó. Cái mặt cắt ngang này như thế nào bạn vẽ ra. Đó, bạn thấy không, cái khung ra luôn, đang xen cho các bạn luôn. Đó là cái cách mà các bạn vẽ những cái vách ngăn CC ở trong cái chip. Bạn cứ đưa thử cát qua những cái khung cửa, khung xương bảo vệ bên ngoài đó. Rồi, video này thẳng là xin kết thúc tại đây. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong cái bài chia sẻ tiếp theo. Các bạn chú ý vào trong đây để bạn lấy cái login này về, các bạn tải cài vào. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài chia sẻ khác.